là về hướng dẫn live stream trên TikTok. Anh chị vào ứng dụng, anh chị bấm vào dấu cộng và anh chị sẽ kéo sang bên phải này, nó sẽ có chữ like đó. Ở phần like này thì nó sẽ có cái phần cơ bản như sau, đó là phần tiêu đề, hình ảnh buổi live, chủ đề buổi live, mục tiêu buổi live, nghĩa là anh chị tự đặt target cho cái buổi live nó sẽ là như thế nào. Tiếp theo là xoay xoay ở đây là màn, anh chị dùng cam trước hay cam sau. Kép ở đây nghĩa là gì? Kép ở đây là anh chị kết hợp giữa cam trước và cam sau. Và phần làm đẹp và phần hiệu ứng thì nó gọi là filter để cho anh chị có thể trông đẹp hơn, sáng hơn. Phần cài đặt, nghĩa là cài đặt về phần đó, anh chị có thể thấy. Thế là em sẽ nhập tiêu đề và đây là chủ đề của buổi live. Tiêu đề mình không nên để giá nhá, hoặc là những cái từ câu view nó khá là lằng nhằng, mình nên để tối giản nhất có thể. Còn đây là em đang sử dụng hiệu ứng trong buổi live stream. Mình có thể sử dụng buổi hiệu ứng để làm sao mà nó khiến mình nó tự tin trong buổi live. Tiếp theo là về thăm dò ý kiến. Anh chị có thể thăm dò ý kiến, tạo tạo buổi thăm dò trong buổi live là các bạn thích cái này không, thích A với thích B, các anh chị thích em tặng quà hay không, thích tăng em tặng quà gì, hoặc là hỏi ý kiến là dạo anh chị thế nào. Đó, nó rất là phù hợp đối với việc tương tác khách hàng. Anh chị nên tối đa hóa cái việc sử dụng các công cụ trong buổi live để tăng tương tác với khách hàng. Mình đừng có chỉ ngồi và nói chuyện trò chuyện không. Đó là về bình chọn. Về phần quảng quảng bá quảng cáo từ livestream thì sao? Anh chị có thể quảng cáo trực tiếp trong cái phần cài đặt đó. Anh chị có thể lựa chọn mục tiêu đó là tăng số người xem live hoặc là nhiều giao dịch mua sắm hơn. Đó, tăng số người xem là tăng mắt xem thôi anh chị. Rồi anh chị xác định đối tượng mà mình mong muốn hướng tới buổi live, thì ngân sách ở đây nó sẽ sử dụng xu trên tài khoản TikTok của anh chị. Nên là anh chị sẽ sử dụng cái việc là anh chị sẽ tham gia cái gói này bằng cách là nạp tiền trên máy tính, nó sẽ ưu đãi hơn là 24% so với là trên điện thoại, nên anh chị nên sử dụng máy tính để nạp tiền một cách ok nhất và rẻ nhất có thể nhá. Tiếp theo ấy là anh chị quảng bá xong rồi ấy, anh chị muốn like thì tất nhiên là mới đầu anh chị không nên quảng cáo vì mình chưa quen ấy, mình rất là phí tiền. Sau khi mà anh chị quảng cáo được tầm anh chị livestream được 1 tuần đã quen rồi ấy, biết cách thu khách hàng, biết cách tương tác với khách hàng, thì anh chị hoàn toàn có thể đó là quảng cáo livestream này để thu hút thêm nhiều khách hàng hơn. Khi mà anh chị đã có kỹ năng tương tác với khách hàng rồi và có kỹ năng chốt đơn rồi, anh chị hoàn toàn có thể sử dụng là quảng cáo này để gia tăng lượng đơn hàng. Thì đó là về phần quảng cáo quảng cáo livestream trên TikTok Shop. Để xem số liệu quảng cáo trên TikTok Shop thì anh chị vào đâu? Anh chị vào TikTok Shop trên máy tính này. Và anh chị sẽ vào phần livestream. Nếu mà đang live thì nó vào ở trang chủ, nó sẽ hiện ở đây. Còn không ý, thì anh chị sẽ vào phần la bàn dữ liệu. Anh chị phân tích buổi live trực tiếp, nó sẽ hiển thị cái buổi live trước mà anh chị đã live. Đó, em đã live đây. Thì anh chị có thể
đến với thông báo trực tiếp để xem và tương tác với cái buổi live đó. Anh chị có đọc comment ở đây bằng máy tính, không nhất thiết phải trên điện thoại, nên anh chị hoàn toàn có thể là dùng điện thoại và máy tính tương tác với nhau.